Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cách cân bằng canxi của những người nuôi chim nổi tiếng trên thế giới đang áp dụng. Video này sẽ tiết lộ cách cân bằng canxi thông qua chế độ ăn từ vỏ trứng và vỏ cam khô. Đặc biệt về công thức và cách sử dụng sẽ được trình bày cụ thể nhất. Canxi là một trong những khoáng chất thiết yếu và cơ bản để đảm bảo tính đúng đắn hoạt động của cơ thể chim. Không chỉ trong mùa sinh sản, việc bổ sung thêm canxi là cần thiết cho sự hình thành trứng và tăng trưởng thích hợp của chim non, mà cả phần còn lại của năm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, để những chú chim có được sức khỏe tốt. Nuôi chim sinh sản, chúng ta luôn lo lắng về vấn đề thiếu canxi, nhất là trong các trường hợp chim đẻ trứng có vỏ mỏng, chim non bị choãi chân, không đứng vững. Và hầu hết những người nuôi chim đều biết rằng quá trình chuyển hóa canxi ở chim được thông qua quá trình tổng hợp vitamin D hay D3, quá trình này chủ yếu là nhờ ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, cơ thể của loài chim có thể chuyển hóa một cách chính xác canxi từ chế độ ăn mà bạn cung cấp. Cách làm tiết kiệm và tự nhiên cung cấp canxi cho chim là thông qua vỏ trứng, có tỷ lệ phần trăm canxi rất cao, và vỏ cam khô, rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C và phosphor, cùng các khoáng chất khác. Để thực hiện công thức canxi này, trước hết chúng ta sẽ phải rửa vỏ trứng, đưa vào trong lò vi sóng khoảng 2-3 phút để loại bỏ vi khuẩn. Thứ hai, chúng ta sẽ cẩn thận bóc vỏ cam và phơi để vỏ khô ở nơi mát mẻ và thông thoáng để ngăn ngừa côn trùng cũng như sự xuất hiện của các loại vi khuẩn. Sau vài ngày, cho vỏ trứng, vỏ cam vào máy xay thành bột. Trộn vỏ trứng và vỏ cam với công thức như sau. 2 thìa vỏ trứng cộng 1 thìa vỏ cam, phốt pho cần thiết cho cơ thể loài chim có thể hấp thụ một cách chính xác canxi. Để bảo quản, hãy cho hỗn hợp bột vỏ trứng và vỏ cam khô những chiếc lọ nhỏ để ở nơi thoáng mát, không có ánh nắng trực tiếp. Cuối cùng, về cách sử dụng. Thông thường là cho ăn trực tiếp, qua máng, hũ hay cống nhỏ. Hai là trộn với cám, thức ăn viên, thức ăn hỗn hợp với 1 hoặc 2 lần một tháng. Ba là hoặc cho cùng thức ăn mềm. Tỷ lệ trộn cùng thức ăn là 20-25g hỗn hợp bột vỏ trứng, vỏ cam cho mỗi kg thức ăn. Với điều này, chúng ta không chỉ có thể làm phong phú thêm về mặt dinh dưỡng, mà các loại thức ăn sẽ có mùi thơm tuyệt vời, dễ chịu và ngon miệng hơn đối những chú chim.